Kênh thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với dạng 1 cho biết hiệu, cho biết tỷ số ở trong cái chủ đề hiệu tỷ này. Thầy cho mình đến với bài số 7 em nhé. Để bài như sau. Một trường tiểu học có số học sinh gái ít hơn số học sinh trai là 120 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái, biết rằng số học sinh gái bằng 5/7 số học sinh trai. Bài này ta thấy ngay hiệu là 120, học sinh gái ít hơn. Tức là học sinh gái sẽ đóng vai trò là số bé, số học sinh trai đóng vai trò là số lớn nhé. Số học sinh gái bằng 5/7 số học sinh trai, tức là số học sinh gái sẽ chiếm 5 phần bằng nhau và học sinh trai sẽ chiếm 7 phần bằng nhau. Các em đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta đi vẽ sơ đồ bài toán nhé. Học sinh gái này, học sinh gái là đừng đóng vai trò là số bé thì mình sẽ vẽ 5 phần bằng nhau. Mỗi phần thì thầy sẽ vẽ là có độ dài 1 cm. Đầu tiên chúng ta phải dùng thước gióng thẳng điểm đầu xuống các em ạ. Học sinh trai ứng với 7 phần bằng nhau, mỗi phần có độ dài là 1 cm. Rồi dùng thước gióng thẳng điểm cuối của đoạn thẳng học sinh gái xuống này. Thì mình sẽ nhìn ra ngay đó là học sinh trai nhiều hơn học sinh gái, là hai phần này thì cũng chính là hiệu. Các em hiểu chưa nào? Ứng với 120 học sinh. Số học sinh gái chúng ta đang cần tìm, chúng ta sẽ ghi đó là hỏi chấm học sinh. Vẽ đường cong nét đứt nhé. Hỏi chấm học sinh. Số học sinh trai cũng vẽ đường cong nét đứt. Hỏi chấm học sinh. Vậy thì mình sẽ nói là theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là ta lấy 7 phần bằng nhau trừ 5 phần bằng nhau, lấy 7 trừ 5 bằng 2 đơn vị là phần. Và đến bây giờ chúng ta sẽ tính được giá trị của một phần. Thì ta sẽ lấy hiệu chia cho hiệu số phần bằng nhau. Hiệu là 120, chúng ta chia cho 2 thì sẽ bằng là 60. Đơn vị là học sinh. Và trên sơ đồ này chúng ta phải biết tận dụng ở trên sơ đồ các em nhé. Mỗi một đoạn nhỏ này thì có giá trị là 60, đơn vị là học sinh. Mỗi một đoạn nhỏ này này, giá trị là 60. Đến đây mình đã tính được số học sinh trai, số học sinh gái rồi đúng chưa các em? Bây giờ mình sẽ có lời văn như sau. Trường tiểu học có số học sinh trai là, trường tiểu học đó nhé. Trường tiểu học đó có số học sinh trai là, học sinh trai ứng với 7 phần bằng nhau mà một phần thì có giá trị là 60. Ta lấy 60 nhân với 7 thì sẽ bằng là 420. Đơn vị là học sinh. Tương tự như vậy, trường tiểu học đó có số học sinh gái là, ta lấy giá trị một phần nhân với lại số phần của học sinh gái là 5 phần. Tức là mình lấy 60 nhân với 5 thì sẽ bằng là 300. Đơn vị là học sinh. Nếu như các em không muốn dùng phép tính này thì ta có thể lấy số học sinh trai chúng ta trừ đi 120 thì mình cũng sẽ ra số học sinh gái. Lấy số lớn trừ đi hiệu đúng không? 420 trừ đi 120 thì mình cũng ra là 300 thôi. Bây giờ mình sẽ ghi đáp số. 420 học sinh trai, 300 học sinh gái. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tự luận 7 có trong dạng số 1, cho biết hiệu, cho biết tỉ số rồi các em ạ.